Chúng ta chính thức học vào văn kinh phẩm phổ môn thứ 25, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các quý vị xem trong văn kinh trang số 22. Ở trong văn kinh thì bắt đầu sau khi chúng ta chỉ đại bi thập chú xong, đến đoạn này là vào chính thức vào văn kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn thứ 25. Ở trong kinh thì chúng ta thấy là gì? Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở đây chúng ta thấy là giải thích cái từ nhan đề của cái kinh này đó là gì? Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó. Như vậy kinh này chính là gì? Phẩm phổ môn này chính là được rút ra ở trong gì? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì sao ở đây chúng ta thấy thì phải nói là rõ là Phật nói. Chúng ta thấy bộ kinh này là chính do từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chứ không phải là do chư thiên nói, cũng chẳng phải là do gì chư vị Thánh Tăng A-la-hán hay Bồ-Tát nói, mà chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Cho nên là ở đây chúng ta thấy cái tầm quan trọng của phẩm phổ môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này rất là đặc biệt. Cho nên ở đây chúng ta thấy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy là có 28 phẩm, 7 quyển 28 phẩm. Và sau này khi chúng tôi hội tập kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng tôi chia thành là 12 quyển để đọc tụng cho nhiều những Phật tử mà có thể là lớn tuổi, ngồi lâu thì sợ là mỏi, vì nếu mà tụng hết một quyển trong 28 phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì hết khoảng 2 tiếng, tụng chậm 2 tiếng rưỡi. Thế cho nên chúng tôi chia thành thành 12 quyển thì đọc tụng nó giảm bớt cái thời gian ngồi lâu đi, sợ tâm nó trễ nải. Và nếu mà Phật tử nó tinh tiến thì có thể dành thời gian đó để niệm Phật nhiều hơn thì càng tốt. Cho nên ở đây chúng tôi lại nói vào chính cái đề của gì? Phật nói. Phật nói gì? Nói kinh. Chứ kinh ở đây là chỉ gì? Là danh từ chung chỉ cho tất cả kinh điển mà Đức Phật đã tuyên thuyết, hoặc rằng các chúng chư thiên, các chúng đệ tử của Ngài gì thuyết mà được Phật ấn chứng cho thì đều gọi là kinh. Hoặc rằng sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, các tổ soạn ra, rút ra từ các kinh của Phật đã nói trước đây á, ví dụ như kinh Lương Hoàng Bảo Sám chẳng hạn, hoặc là kinh Thủy Sám chẳng hạn, kinh Từ Bi Thủy Sám chẳng hạn, hoặc là kinh Bát Nhã Nhân Giác chẳng hạn, đó cũng gọi là kinh nhà Phật, cũng gọi là kinh của Phật giáo. Nhưng mà thì không phải do tự kim khẩu Đức Phật chính thuyết ra cái bộ kinh đó. Ví dụ như kinh Di Giáo không phải là do chính Đức Phật tuyên thuyết ra chọn bộ kinh đó, mà do gì? Do Pháp sư An Thế Cao rút ra từ các kinh hội tập thành một cái bộ kinh là kinh Bát Đại Nhân Giác. Đó, thì như vậy chúng ta biết là đấy cũng gọi là kinh. Từ kinh ở đây á, nếu hiểu theo cái nghĩa đen á, mà dịch ra, chứ kinh ở đây có nghĩa là gì? Là sợi chỉ, nghĩa là sợi chỉ. Kinh ở đây á, cái sợi chỉ dùng để làm gì? Dùng để kết nối, để kết nối lại. Vì sao lại gọi là dùng cái từ kinh sợi chỉ kết nối? Có cái gì liên quan không? Có. Chúng ta biết là theo lịch sử Phật giáo Ấn Độ thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, tất cả những lời dạy của Đức Phật chưa được ghi chép lại cụ thể. Mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì khi đó chúng thánh đệ tử của Ngài á, sợ rằng á, những lời dạy của Đức Phật sẽ mai một. Cho nên á, sau khi làm lễ trà tì nhục thân Đức Phật xong, Đại Tôn giả Mahakasyapa
cùng với 500 vị đại A La Hán nhóm họp tại hang Thất Diệp để mà kết tập lại Tam Tạng Thánh Điển của Phật. Đây là lần kết tập Tam Tạng đầu tiên sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Và người trùng tuyên lại bộ kinh tạng chính là tôn giả A Nan, là vị đại đệ tử đa văn bậc nhất của Đức Phật. Vị trùng tuyên lại luật tạng là tôn giả Ưu Ba Ly, một vị đại đệ tử được gọi là trì luật, thông luật, hiểu luật và trì luật bậc nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật. Còn luận tạng thì nói rằng lấy bây giờ là do tôn giả Ca Chiên Diên là nghị luận đệ nhất và một số các tôn giả gì trùng tuyên, và sau này các vị tổ sư giải thích kinh luật làm cho cái tạng luận gì ngày một phong phú và ngày một viên mãn hơn, đó gọi là chính là Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. Nhưng lúc bấy giờ lần kết tập đầu tiên của 500 vị đại La Hán, Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật cũng chỉ được truyền gì, truyền lòng với nhau, tức là gì, dạy giữa người này người kia, thầy dạy cho trò, sau này trò lại dạy cho gì, cho trò của mình, dạy truyền miệng như vậy. Đây là cái cách gọi là cách dạy truyền khẩu. Đó, cách dạy truyền khẩu và học bắt buộc là học thuộc lòng. Đó. Cho nên đó, lúc đó một thời gian sau á, giáo lý của Đức Phật, giáo nghĩa của Đức Phật cũng bị xuyên tạc và bị thay đổi khá nhiều. Cho nên lần kết tập kinh điển thứ hai, tức là sau khoảng 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì mới được ghi, được ghi vào lá bối. Lần kết tập đầu tiên chúng ta nhớ là chỉ trùng tuyên lại với nhau thôi, và lần kết tập thứ hai, tức sau Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm mới được trùng tuyên vào và được ghi chép vào lá bối. À, mà ghi chép vào lá bối á, thì chúng ta biết là từng chiếc lá một ghi lời dạy của Đức Phật lên đó. Ngày xưa, thời xưa chắc là chúng ta biết là lúc đó là đất nước Ấn Độ cũng như là Trung Hoa và Việt Nam chúng ta. Chúng ta biết là Trung Hoa thì có viết bằng gì? Đầu tiên viết là gì? Lịch sử chữ viết của Trung Hoa đầu tiên là viết trên mai rùa. Sau đó mới đến gì? Viết lên là thẻ tre. Ở thời Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc này bắt đầu viết đến thẻ tre. Còn thời vua Nghiêu, vua Thuấn ở bên Trung Quốc ấy, thì lúc đó còn viết trên mai rùa, dùng mai rùa để khắc chữ lên. À, còn sau này sang đến thời nhà Tần ấy, thì bắt đầu mới viết lên thẻ tre. Ở bên Ấn Độ ngày xưa cũng như vậy. À, bắt đầu thì thay vào viết lên mai rùa là người Ấn Độ viết này, viết lên lá, viết lên lá bối. À, sau đó thì phát triển dần dần, chúng ta mới thấy đến bây giờ là viết lên giấy. Nhưng ngày xưa viết trên thẻ tre hay viết trên lá bối thì chúng ta thấy người Trung Hoa viết sách, viết kinh lên thẻ tre đều phải dùng cái gì để buộc lại nhỉ? Dùng sợi chỉ để kết nối gì? Các thẻ tre lại. Người Ấn cũng vậy, viết trên lá bối cũng dùng sợi chỉ để xuyên và buộc các lá bối lại. Đó. Còn người Tây Tạng thì chúng ta thấy họ viết bằng một cái loại lá đặc thù của cao nguyên Tây Tạng. Lá nó rất dày, nó kiểu như lá dứa, gần như dày kiểu như lá dứa của Việt Nam mình, nhưng nó không phải lá dứa đâu. Nó rất là cứng. Họ phơi khô đi nó cứng, nó để hàng ngàn năm, hơn ngàn năm, 2000 năm nay, gần 2000 năm nay. Lá đó vẫn gì? Vẫn không bị mục nát. Nếu mà cái nơi nào họ cất giấu mà không để cho ẩm thấp, mưa nước mưa vào, gần 2000 năm nay, cái kinh ở trên á, để ghi trên cái loại lá đặc thù ở vùng cao nguyên Tây Tạng, bây giờ vẫn còn tồn tại. Cho nên là cái từ kinh ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là sợi chỉ, có nghĩa là xuyên suốt, là sâu chuỗi những lời dạy của Đức Phật lại, để gom lại thì thành những bài gì? Những bài kinh. Cho nên chữ kinh ở đây là chỉ, danh từ chỉ chung cho những lời dạy của Đức Phật
dạy chúng ta con đường tu tập thuộc về gì, nhiếp về tại gì, tạng kinh. Diệu pháp, chữ diệu có nghĩa là tốt đẹp, chữ pháp có nghĩa là phép tắc, là đường lối tu tập. Nếu giải thích sâu hơn thì chữ pháp có nghĩa là nhậm trì tự tính, quý sinh vật giả. Nhậm trì tự tính, quý sinh vật giả. Đó là gì? Giải thích cái từ pháp có nghĩa tiếng Phạm là drama. Đấy, nhậm trì tự tính, quý sinh vật giả. Từ pháp này là chỉ cho những phép tắc, những phương pháp để tu tập thoát ly sinh tử chúng khổ, hướng về bến bờ giải thoát giác ngộ. Cho nên diệu pháp là chỉ cho gì? Những lời dạy vi diệu, những lời dạy là thủ thắng, những lời dạy là gì? Chân thật, bỏ qua phương tiện, chỉ thẳng vào gì? Vào tự tính của chúng sinh. Ở đây là kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật nói rằng ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên diệu pháp ở đây là những lời dạy thâm sâu, huyền diệu, cao tột của gì? Của Phật Đà. Chữ liên hoa, chữ liên hoa có nghĩa là hoa sen, chữ liên có nghĩa là gì? Là sen, là chỉ cho gì? Chỉ cho các loài sen. Liên hoa có nghĩa là hoa sen. Vì sao pháp này, kinh này lại gọi là diệu pháp liên hoa? Chúng ta thấy ở trong luận tạng, chư tổ thường tán dương khen ngợi về các đặc tính của hoa sen. Ở Việt Nam chúng ta có câu gì nhỉ? Trong đầm gì đẹp bằng sen? Lá gì? Xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Hay còn gọi là gì? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đấy là chỉ cho những đặc tính vi diệu, tốt đẹp của loài sen. Từ nơi bùn nhơ, đất bẩn, khi cái nụ sen vừa ngoi lên khỏi mặt nước, dần dần chân nở ra đóa hoa sen, hương thơm ngào ngạt. Tuy hương thơm như vậy nhưng có một cái đặc tính là gì? Ong bướm ruồi muỗi không gì không đến để đậu và hút mật ở trên đó, như là các loài gì? Các loài hoa khác. Các loài ong bướm rất ít khi đến. Chúng ta nói không có thì cũng không đúng, có nhưng mà gì? Rất ít, rất ít. Còn các loại hoa khác thì đến nở có mùi thơm như vậy là các loại ong bướm nó bay đến đầy ngay. Đó. Rồi cái đặc tính đấy là gì? Khi mà hoa vừa nở thì đã có gì? Có nhụy và có quả trong đó. Đây là gì? Là những cái đặc tính tiêu biểu, những đặc tính tiêu biểu của loài sen. Và Đức Phật lấy một cái ví dụ giáo pháp của Ngài, đặc biệt là bộ kinh này. Nếu ai mà gì? Sinh ra được thân người, được gặp Phật Pháp, lại được gặp bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, phẩm phổ môn này, thì biết rằng người đó có một nhân duyên rất lớn. Người đó nếu tin được bộ kinh này, được nhìn thấy, được nghe thấy và được học, được đọc, được thọ trì và tín kính, đỉnh lễ cúng dường, thọ trì đọc tụng hàng ngày đó, thì người đó là công đức vô lượng. Người đó có công đức vô lượng. Người đó này đã từng thân cận trăm nghìn vạn ức các đức Phật ở đời quá khứ rồi, nay nghe kinh này mới có thể tín thọ phụng hành.
Cho nên đó, ở đây Đức Phật nói này, người mà nghe được kinh này mà tin được và thọ trì đọc tụng thì người đó cũng ví như gì? Những đóa sen ở trong ao bùn lầy, ao bùn nhơ, thoát vượt ra khỏi gì? Cái tanh hôi mùi bùn đấy, đem lại cho đời những hương thơm ngào ngạt, những đóa hoa gì tinh khiết. Và nếu sau này thì thành đài thành quả thì cũng cho gì đem lại những lợi ích rất lớn cho nhân gian. Chúng ta biết là sen đặc tính của nó gì, ăn vào thì chữa bệnh rất tốt, chữa được rất nhiều các loại bệnh. Đó. Chúng ta thấy người xưa họ làm thuốc bắc, những cái thang thuốc bổ thì thang nào gần như cũng có gì, có hạt sen ở trong đó. Thì tính của nó là rất mát và bổ dưỡng, cho nên những thang thuốc bổ của những vị thầy bốc thuốc bắc gần như bao giờ cũng có gì, có hạt sen, có lá sen hoặc có củ sen, vân vân. Cho nên ở đây Đức Phật lấy tiêu biểu pháp ở thế gian, đó là gì, là hoa sen, để dụ cho gì, cho cái giáo pháp cao tột thậm thâm vi diệu. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói gì, ví như ông vua ở trên búi tóc có một viên ngọc minh châu rất quý. Ông vua có thể đem tất cả những tiền tài của cải vật báu ở trong kho trong nhà của mình để chia cho dân làng hàng xóm láng giềng, thậm chí cho gì họ hàng con cái, vân vân, không có gì một chút tiếc nuối. Nhưng duy nhất có một viên ngọc, một viên ngọc minh châu quý giá, ông thì ông luôn để ở trên búi tóc. Vì sao? Vì ông rất quý, rất trân trọng, cho nên để lên cái chỗ gì, chỗ cao tột nhất, đó là để lên trên búi tóc của mình và quấn lại, cất giấu ở trong đó, không bảo cho một ai biết rằng ngoài vô lượng châu báu ở trong kho trong nhà của mình có kia, mình còn một cái viên ngọc rất quý giá, quý hơn tất cả những kho tàng châu báu của nhà mình. Đó chính là viên gì? Viên ngọc minh châu. Và trong kinh Đức Phật nói trước không cho ai, vì thấy gì? Thấy người nhận gì chưa xứng đáng. Nay thấy có người gì xứng đáng được nhận nó. Cho nên cái vị trưởng giả giàu có kia liền đem cái viên ngọc gì, ngọc minh châu, để trao cho người, một người xứng đáng nhất. Tương tự như vậy, tất cả châu báu ở trong kho, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ví gì? Ví như tất cả kinh điển Đức Phật tuyên thuyết trước đây. Còn á, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật á, chân quý giữ gìn cho đến gì? Cho đến lúc cuối đời, lúc chuẩn bị nhập niết bàn, ngài mới gì? Ngài mới nói. Cho nên đây, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng ví như là viên ngọc quý, đến lúc đến thời thấy người xứng đáng được tiếp nhận thì mới gì? Mới đem cho vậy. Đó. Cho nên cái vị thế của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Là vua của các kinh. Là vua của các kinh. Cho nên học kinh Diệu Pháp Liên Hoa gì? Rất khó. Ai đã từng thân cận chư Phật, thân cận vô lượng chư Phật quá khứ mới có thể tin và thọ trì đọc tụng được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mới có thể thâm nhập được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi ngày xưa khi còn đi học, tôi cũng có rất là may mắn, có một thời gian là chuyên thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngày hai thời, sáng tối. Mặc dù lúc đó vẫn đạp chiếc xe đạp lóc cóc đi học, đạp xong lại đạp về nhà, học xong lại đạp về nhà, đi học thêm, học bổ túc văn hóa, sau đến học xong bổ túc văn hóa xong thì lại đạp về chùa. Về chùa mệt như vậy nhưng tối vẫn gì? Vẫn giữ một thời tụng kinh A Di Đà với các Phật tử.
xong đó tụng xong với các Phật tử xong, đêm đêm thì lại tụng một thời kinh Diệu Pháp Liên Hoa nữa. Sáng sớm dậy từ 3 giờ 3 rưỡi sáng tụng một thời kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau đó thì mới đi học, đạp xe lóc cóc 18, 19 cây số đạp xe lóc cóc đi học. Hơn một năm như thế. Thì sau này mới ở lại nội trú thì mới vẫn giữ cái thời khóa sáng tối. Tại như tôi cũng kể với các quý vị mấy lần, ngày xưa tôi nhất tâm thọ chỉ đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tại đến nỗi là hương thơm thì 3 tháng ngào ngạt không tan. Chùa chiền sáng trưng rực rỡ, tôi cứ tưởng là, mà tôi cứ nghĩ là tôi ít nhất cũng phải chứng quả A-la-hán rồi đó. Cho nên một thời gian nó khởi cái tâm là kiêu căng ngã mạn. May mà sau này nhập thất tu tập thì mới thấy rằng đấy chỉ là do một chút duyên lành ở đời trước. Có thể mình đã được thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa như trong kinh Đức Phật nói. Cho nên đời này khi nhất tâm đọc tụng thì căn lành nó khai phát. Gọi là một chút căn lành đời trước khai phát, chứ chưa phải là chứng đắc. Kinh nghiệm đó được chúng tôi rút ra. Sau khi học xong chúng tôi về chúng tôi nhập thất thì mới rút ra được những kinh nghiệm đó. Cho nên ở đây kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng tôi xác quyết lại với các Phật tử một lần nữa là gì? Là không phải chúng ta thọ trì đọc tụng một cách bừa bãi được. Tâm chúng ta chưa an, đạo chúng ta chưa có, giáo lý Phật Pháp chúng ta chưa hiểu, mà đi vào thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa luôn, chúng ta rất dễ bị lầm đường lạc lối. Chúng ta rất dễ khởi tâm cống cao ngã mạn, giống như tôi ngày xưa cũng bị như vậy vậy. Mới vào đạo, năm thứ nhất, năm thứ hai được đi tổng tăng an cư. Năm đầu tiên tôi đi tổng tăng an cư tại Trường Hạ ở Giang Xá, ở ngoài Mỹ Giang, chỗ Hoài Đức ấy. chỗ Trạm Trôi Hoài Đức ấy. Đó chính là gì? Được học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và chính vì vậy cho nên cái nhân duyên đặc biệt như vậy, cho nên sau này tôi có một thời gian 4-5 năm trời chuyên thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và nghiên cứu cũng khá sâu về các bộ chú giải của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và sau này cho đến bây giờ thì tôi thấy rằng đây là một bộ đại kinh, không thể truyền bừa bãi được. Không thể truyền bừa bãi được. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm thuyết pháp độ sinh, kể từ sau khi thành Phật ở tại Cội Bồ Đề, chúng ta thấy 49 năm thuyết pháp độ sinh của Ngài được Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông Trung Quốc, Ngài được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Ngài có làm một cái bài kệ để nói về một đời thuyết giáo độ sinh 49 năm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàn, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Đó, cho nên chúng ta thấy sau khi Đức Phật thành đạo, qua bài kệ đó chúng ta thấy là bộ kinh đầu tiên Đức Phật nói đó chính là bộ kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật mà, tức là Đức Phật tuyên thuyết kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày. Ngài dùng gì? Pháp thân để tuyên thuyết kinh Hoa Nghiêm. Cho nên đại chúng ai muốn thính pháp thì phải gì? Phải có thần thông, phải có tuệ nhãn, phải có thần lực, phải có gì? Có thiền định mới có thể thâm nhập được vào gì? Vào
tạng pháp Hoa Nghiêm của Đức Phật. Cho nên á, bộ kinh Hoa Nghiêm á, là bộ kinh rất sâu, rất sâu. Và sau đó thì Đức Phật gì? Muốn hóa độ rộng khắp những chúng sinh, các loại căn cơ chúng sinh ở trong nhân gian này, cho nên á, Ngài dành 12 năm kế tiếp theo để thuyết gì? Thuyết 4 bộ kinh A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Rồi tiếp theo Đức Phật dành 8 năm để tuyên thuyết các bộ kinh Phương Đẳng. Phương Đẳng có nghĩa là kinh Đại Thừa, ví dụ như kinh Địa Tạng này, kinh A Di Đà này, kinh Dược Sư này, vân vân. À, đó là gọi là kinh Phương Đẳng. Rồi tiếp theo Đức Phật dành 22 năm để tuyên thuyết bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và 8 năm cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài tuyên thuyết hai bộ kinh, đó là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Niết Bàn. Và trước khi nhập diệt tại rừng Sa La Song Thọ, bài pháp cuối cùng của Đức Phật sau này được chúng thánh đệ tử ghi lại thành một bộ kinh, đó là kinh Di Giáo, thành một quyển kinh, đó là kinh Di Giáo. Nhưng thực tế kinh Di Giáo đó cũng ở trong gì? Trong một cái phẩm của kinh gì? Kinh Đại Bát Niết Bàn. Nên sau này các đại đệ tử của Ngài gì? Tách riêng ra, đó là thành kinh gì? Bài kinh Di Giáo, tức là kinh lời dạy cuối cùng của Đức Thế Tôn trước khi Ngài thì hiện nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ, tại thành Câu Thi La Yết Na. Cho nên ở đây chúng ta thấy là kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở đây là chỉ cho gì? Cho cái giáo pháp cao tột thậm thâm vi diệu của Phật. À, đấy là gì? Chúng tôi giải thích sơ bộ như vậy thôi. Chứ còn nếu mà giải thích tỉ mỉ á, thì chúng ta biết ngày xưa khi sơ tổ Pháp Hoa Tông là Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư á, ở triều đại nhà Tùy bên Trung Quốc á, Ngài giảng một chữ diệu. Suốt 3 tháng an cư, Ngài giảng một chữ diệu. Chúng ta thấy một chữ diệu trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Ngài giảng gì? Suốt 3 tháng an cư. Tôi nay tuy chưa được cái trí tuệ như thế, nếu mà đem giảng một chữ diệu này cũng có thể gì? Giảng cả tháng, 2 tháng này, cũng vẫn chưa hết. Nhưng mà thời gian chúng ta không có. Đây chúng tôi gọi là giảng gì? Giảng gọi là tóm lược những phần cốt yếu nhất của bộ Quán Âm Tam Thời Niệm này, để cho gì? Cho đại chúng chúng ta hiểu được phần nào về gì? Về Pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm thù thắng này. Để cho chúng ta khi tham dự Pháp hội, chúng ta phát khởi được đại tín tâm. Khởi cái tâm gì? Dũng mãnh, tinh tiến để mà thọ trì đọc tụng. Cùng với Tăng Ni, tất cả đạo tràng chúng ta tạo thành một gì? Một chỉnh thể viên mãn từ tâm tới tâm, dị khẩu đồng âm, tức là khác miệng á, cùng âm, tâm tâm khế hợp, cùng nhau nhất tâm thọ trì đọc tụng tán dương khen ngợi theo nghi thức Quán Âm Tam Thời Niệm này. Trên là gì? Báo Phật ân đức. Dưới là để gì? Tiếp dẫn hậu lai, tự độ độ tha, công đức viên mãn. Chư Phật Bồ Tát khắp mười phương thế giới thấy biết chúng ta tu tập theo pháp môn này,
theo pháp hội này. Các ngài rất hoan hỷ, tán dương khen ngợi, phóng đại quang minh, chiếu phá, tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng và bệnh chướng cho chúng ta, khiến cho chúng ta dần dần được thân tâm, thân thì khỏe mạnh, tâm thì an lạc, tĩnh tại, trí tuệ thì ngày một khai thông, ngày một được mở mang, từ kẻ ngu đần, ngu si dốt nát, thành người có trí tuệ. Từ người phúc mỏng nghiệp dày, dần dần đó, thành người gì? Tiêu đi tội chướng, tăng trưởng công đức thiện căn. Từ người bệnh hoạn, yếu đuối ốm đau, thành người khỏe mạnh, rắn rỏi và bình an hạnh phúc trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Đó là gì? Đó chính là lời mong cầu, lời nguyện ước của tất cả chúng sinh ở thế gian này. Cho nên á, chúng ta khác miệng cùng âm, tâm tâm khế hợp, thọ trì đọc tụng, y giáo phụng hành theo bộ Quán Âm Tam Thể niệm này, công đức vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được. Cho nên á, qua mấy pháp hội vừa qua, có rất nhiều những sự mầu nhiệm, thù thắng, vi diệu mà các Phật tử báo lại cho chúng tôi trong mấy ngày Tết Xuân Mậu Tuất vừa qua. Các vị Phật tử vừa qua, có Phật tử còn đem cả em bé trai thật là khôi ngô, tuấn tú, kháu khỉnh đến để tạ ơn Phật, tạ ơn Tổ và cảm ơn Thầy và quý tăng ni ở trong chùa. Nói rằng một gia đình này, hình như Thầy Thất hay Quốc Oai này thì phải, sinh được vợ chồng sinh 5 cô con gái. Sinh 5 cô con gái, họ hàng nội ngoại, bạn bè, ai ai cũng mong cho gì, cho vợ chồng có một đứa con trai để sau này để nối dõi tông đường. Đấy, chúng ta biết là thôi, đấy là ở nông thôn nó khổ, nó cái suy nghĩ nó cũng còn giữa về gì? Sinh con đẻ cái, đặc biệt là gì? Con trai con gái nó còn phân biệt như thế, chúng ta không thể trách họ được. Vì cái này không phải một mình họ, mà cả các cụ nội ngoại, họ hàng hai bên, sự tác động gây áp lực rất là lớn. Thậm chí là nhiều trường hợp, nhiều đôi vợ chồng gì? Do không có con trai ấy, mà gì? Tan vỡ hạnh phúc gia đình. Cho nên trường hợp này sinh 5 cô con gái. Và nhiều lần đó, chồng đó, dọa là kiểu đi uống rượu ăn cỗ về, bạn bè nó trêu cho, nó bảo là mày không biết sinh hay mày gì, mày do yếu hay thế này thế khác, về là hậm hực, là bực mình với vợ với con. Cho nên đó, có những lúc ông chồng thì thốt lên nói thì lần sau nếu mà sinh mà không được con trai nữa thì bỏ để đi lấy vợ khác. Đấy, nửa mừng nửa lo. Mừng là gì? Bà vợ nghe được cái tin mấy Phật tử hàng xóm láng giềng mách là gì? Ở trên chùa đang có pháp hội tụng kinh Địa Tạng, và đặc biệt là tới đây có pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm dành cho cái việc gì? Tụng kinh Địa Tạng thì cầu siêu cho oan gia trái chủ, tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn của mình. Đấy là cái nền tảng vững chắc đầu tiên cho người học Phật. Rồi tiếp theo gặp được pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm là pháp hội thù thắng mới chỉ có duy nhất ở Việt Nam. Phật giáo trên thế giới trên 2000 năm nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện cái pháp hội này ở tại Việt Nam chúng ta. Vì sao? Vì hôm trước chúng tôi nói mà, pháp hội này là do chúng tôi dựa vào Phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa để biên tập, để soạn thành, cho nên trên thế giới chưa có ở đâu có ngoài đất nước Việt Nam chúng ta. Ở đất nước Việt Nam thì ngoài chùa Khai Nguyên ra chưa có ở đâu có, chưa có ở đâu gì tổ chức pháp hội này. Cho nên đây là một nhân duyên thù thắng. Phật tử này, vị bà mẹ này được các Phật tử
họ khuyến hóa và họ thông báo cho như vậy, cho nên là mừng, rất là mừng, mừng nhưng mà cũng lo. Lo là sao? Lo đẻ 5 đứa con gái rồi mà bây giờ lại tiếp tục một đứa con gái nữa, đứa thứ 6 thì sợ là, sợ rằng gia đình nhà chồng chắc không chịu được nữa. Cho nên là lên nhất tâm cầu nguyện. Và sau khi tham dự pháp hội xong, về thì có tin là có tin mang thai. Và cách đây một thời gian không lâu thì bà vợ ấy sinh đứa con thứ 6, chính là đứa con trai. Và hôm rồi bế lên tận gì? Tận chùa hôm mùng 2, mùng 3 Tết gì đó, mùng 2 Tết. Đó. Bế lên đây á, để gì? Để lễ Phật, lễ Tổ, để cảm ơn Thầy và Chư Tăng trong chùa đã hồi hướng, đã trợ duyên cho. Đó. Cho nên ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn này, có một đoạn, tới đây có một đoạn này, Đức Phật nói này, Quán Thế Âm Bồ Tát có cái năng lực siêu nhiên, có cái thần lực gì vô cùng tận. Người á cầu sinh con trai thì liền sinh được con trai, phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Người mà cầu sinh con gái á, thì liền sinh được con gái nết na thùy mị, tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ. À, đó, cho nên á, đây chính là bản nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì thấy là chúng sinh ở nhân gian á, nó còn tham cầu một cái điều gì đó thì nó được thì nó mới học đạo, nó không được thì nó bỏ đạo, thậm chí nó bỏ đạo, nó không theo đạo, nó không tu đạo, nó bỏ đạo nữa. Nó tệ hơn là nó không tu mà nó còn gì? Nó không chỉ dừng lại chỗ không tu mà nó còn còn bỏ đạo nữa. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát thì thôi chẳng mất gì, nó đang mong cầu thì cho nó, giống như kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai ở thế giới phương Đông ấy, thì chúng sinh đói thì cho nó ăn, khát cho nó uống, lạnh cho nó gì, cho nó ấm, nóng ấy, cho nó gì, cho nó mát. Xong rồi á, ăn no rồi, uống no rồi á, cho ăn mặc đầy đủ rồi á, thì Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai mới gì, đem chính pháp để thuyết cho nó nghe. Quán Thế Âm Bồ Tát trong phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cũng dùng thần lực tương tự như thế. Cho nên pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm là một cái pháp môn, một cái phương pháp tu tập đáp ứng được được cái lòng mong mỏi, cái sự cầu nguyện ngay hiện tại, ngay tại cuộc đời này, cho gì, cho chúng sinh vậy, cho chúng ta vậy. Đó. Rồi á, vừa trưa hôm nay có một Phật tử khá cao tuổi rồi, chắc là mẹ thì phải, lên mừng tuổi thầy xong rồi. Tuy là rất đông nhưng mà vẫn còn hó tai nói với thầy, thầy con báo cho thầy một tin mừng. Tôi bảo là thế cụ có tin mừng gì đấy? Phật tử bảo là bạch thầy, đứa con dâu nhà con nó sinh 2 đứa con gái rồi. Thế vừa qua thì con lên để pháp hội vừa qua lên để xin là cho nó sinh một đứa con trai. Thì vừa qua thì về nó có thai rồi mà đi khám hoặc bảo là con trai. Mừng lắm thầy ạ, bây giờ chỉ đợi đến ngày sinh thôi. Thế tôi bảo chúc mừng trước. Câu chuyện vừa có chiều nay. Rồi rất, rất, rất nhiều những câu chuyện màu nhiệm, thù thắng mà các Phật tử và các thiện nam tín nữ sau khi phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để cho tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ cái gì? Cái nghiệp âm, cái oan gia trái chủ, và tri ân báo ân công đức sinh thành cúc dục của ông bà tổ tiên cha mẹ theo pháp hội Quan Âm này, cái sự linh ứng và thỏa mãn cái lòng mong cầu chính đáng của tín đồ Phật tử chúng ta rất lớn. Nếu mà các Phật tử chúng ta tham dự mấy pháp hội Quan Âm vừa qua cho đến nay, mà nếu mà tôi bảo đem viết thành những cái lá thư, những câu chuyện để viết thành lá thư mà gửi về chùa Khai Nguyên, tôi nghĩ chắc chắn sẽ đóng thành một cái tập sách dài. Nói đến đây tôi nghĩ chợt nghĩ ra cũng có thể đây là một ý tưởng hay.
Chúng ta không phải là khoe khoang cái công trạng tu tập của chúng ta, không phải là khoe khoang cái sự màu nhiệm linh ứng của trong Phật Pháp. Nhưng tôi nghĩ rằng cũng có thể dùng cái phương tiện này, dùng cái những cái câu chuyện màu nhiệm vi diệu hiện thực ở trong đời sống này, do chúng ta thọ trì đọc tụng và tham dự Pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm này, đem những cái câu chuyện vi diệu của chính bản thân chúng ta viết lại thành gì? Thành sách truyền cho đời sau. Họ có những cái thông tin, có những kinh nghiệm, và từ đó họ có một đức tin vững chắc, niềm tin kiên cố vào chính pháp của Đức Phật nói chung và Pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm này nói riêng. Và không chỉ sau này, tôi mong rằng không chỉ từ đó, có thể thì không chỉ tăng ni Phật tử những đạo tràng Tịnh Độ Hội Việt Nam của chúng ta tổ chức Pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm này, mà rộng ra cho đến gì, rất rất nhiều những tăng ni có cùng tâm nguyện, cùng chí hướng muốn phổ độ chúng sinh cũng tổ chức Pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm này. Đấy gì? Cầu cho quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, gia đình hạnh phúc. Chúng ta biết gia đình mà không hạnh phúc thì không thể học Phật được. Cho nên đây cũng là một phương tiện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, của chư Phật gia hộ. Cho nên ở đây thì có thể đến Pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm cầu quốc thái dân an, tiêu tai giải ách, cầu an trong Xuân Mậu Tất 2018 vào ngày 22, 23, 24 tháng Giêng này. Chúng tôi sẽ có lời thông bạch gửi tới tất cả các quý đạo hữu Phật tử và tăng ni, ai đã từng tham dự Pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm này, hoặc là thọ trì đọc tụng phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cho, cứu độ cho, thoát khỏi những tai ương hạn ách, từ chỗ bệnh tật gì được khỏe mạnh trở lại, từ chỗ gì con trai lâu ngày không lấy được vợ, con gái lâu ngày chả gả được chồng, mà gì do tụng kinh Địa Tạng và theo Pháp hội Quan Âm được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm, thì có thể ghi lại về viết lại thành những bức thư, kể cái qua những cái tiến trình câu chuyện cuộc đời của mình khổ đau như thế nào, hoặc là mong cầu như thế nào mãi chả được, sau khi gặp được đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, gặp được chúng tôi giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, khuyến hóa thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là gì, tu theo Pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm trong 1, 2 hoặc 3 khóa đó, 1, 2 hoặc 3 pháp hội đó, mà đạt được cái sở cầu như ý, thì các quý vị có thể viết lại và chúng tôi bảo phòng thông tin, phòng biên tập kinh sách của nhà chùa biên tập thành một cái quyển tập san, hay gọi là một quyển sách, là một quyển sách nói về gì? Những sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm, để cho đời sau, thậm chí đời này ai đọc được cũng phát khởi được tín tâm, đời sau là cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gì, cho người học Phật công đức vô lượng vô biên. Có thể, tôi nghĩ điều này có thể, chúng ta có thể làm được. Mà các Phật tử chúng ta nếu không ngần ngại đem viết lại những câu chuyện đó, không phải mục đích khoe khoang, mà mục đích báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu đem viết lại, chắc chắn sẽ đóng thành được một quyển sách gì khá dày. Thôi trở về bài. Ở đây lúc nãy là tôi đang tán dương khen ngợi về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vị thế của kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở trong gì, ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo. Và sau gì, tiếp theo gì, cái nhan đề kinh Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở đây phẩm phổ môn là chỉ cho gì, tên phẩm. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có 28 phẩm, thì phẩm này chính là phẩm có tên là phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25.
Phẩm là gì? Là chỉ cho từng phẩm một từ phẩm 1 cho đến phẩm thứ 28. Thì phẩm này là gì? Có tên là Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25. Ở đây thì tôi hội tập này thì tôi bỏ cái gì? Bỏ cái từ thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có tên là gì? Phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25. Nhưng ở đây thì tôi bỏ mất bỏ cái chữ gì? Thứ 25 đi vì cũng không thấy cần thiết ở trong này. Khi chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu thì chúng ta sẽ tìm được nó là phẩm thứ bao nhiêu ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà thôi. Như nãy chúng tôi đã nói với các quý vị đó. Cho nên đây chúng tôi bỏ đi cái từ thứ 25 chỉ để là phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Phẩm Phổ Môn là gì? Là tên riêng chỉ cho phẩm kinh này. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm là chỉ cho gì? Danh từ, tên riêng chỉ cho một vị Đại Bồ Tát tên là Quán Thế Âm. Đó. Hay giảng sơ lược như vậy thôi, yếu lược như vậy thôi về nhan đề của kinh. Bây giờ vào chính thức giảng vào văn kinh. Văn kinh của phẩm này á, nói gì? Lúc bấy giờ. Chúng ta thấy lúc bấy giờ, tức là trong cái lúc mà gì? Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Gần gần về gì? Về thời cuối của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là trong 28 phẩm thì đến phẩm này là phẩm thứ 25. Sau phẩm này chỉ còn có 3 phẩm nữa là kết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên trong khoảng 8 năm thì chúng ta biết đây cũng ở áng áng thì cũng vào tầm gì? Ít nhất phải tầm năm thứ 6 trở đi về sau, tức là gần về gì? Lúc cuối đời trụ thế của Đức Phật Thích Ca ở tại thế giới Sa Bà này, trước khi Ngài thể hiện nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Cho nên ở đây chúng ta thấy nói là gì? Lúc bấy giờ, tức là chỉ cho trong pháp hội Phật đang thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát do có nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Chúng ta thấy lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát tên là gì? Vô Tận Ý. Vì sao vị Bồ Tát này lại có tên là gì? Là Vô Tận Ý. Chúng ta biết vị Bồ Tát này gì? Đã từng theo Phật học Pháp, hộ Pháp và hoằng Pháp nhiều đời nhiều kiếp. Ngài đã từng gì? Từng theo học với hằng hà sa số chư Phật đời quá khứ rồi. Nay thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện tại nhân gian này để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Vị Đại Bồ Tát này thì hiện làm thân gì? Thân cư sĩ. Ngài thì hiện là thân cư sĩ. Bồ Tát Vô Tận Ý ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, Ngài không phải là một vị Bồ Tát xuất gia, mà Ngài là một vị gì? Bồ Tát hiện thân cư sĩ. Vì sao gọi là Vô Tận Ý? Chữ vô có nghĩa gì? Có nghĩa là không. Chữ tận có nghĩa là gì? Là biến khắp. Là biến khắp. Chữ vô tận có nghĩa là không có chỗ nào là gì? Là không có. Không có mà lại gì? Lại chẳng có chỗ nào gì? Là chẳng có cả. Cho nên ở đây vô từ vô tận ở đây sau đó thì nói rõ hơn là vô tận ý, tức là có ý là gì? Ý ở đây là chỉ cho tâm ý, chỉ cho tâm ý. Cái tâm thanh tịnh của vị Bồ Tát này, cái lòng từ bi bao dung rộng lớn của vị Đại Bồ Tát này là vô cùng vô tận. Lòng bi mẫn thương xót chúng sinh của vị Bồ Tát này là không có ngần mé, không có cùng tận, biến khắp mười phương. Nơi đâu có chúng sinh khổ, nơi ấy có vị Bồ Tát này thị hiện thân hình để phổ độ chúng sinh. Cũng giống như Quán Thế Âm và Địa Tạng Vương vậy. Cho nên á, vị Bồ Tát này tuy thể hiện là thân của một vị cư sĩ, nhưng chúng ta thấy Ngài cách ăn mặc của Ngài
giống với người Ấn Độ thời bây giờ là gì? Họ mặc cái gì, con gái thì mặc gọi là cái sari, sari họ quấn cái vải. Thì chúng tôi vừa qua đi Ấn Độ, sang bên đó thấy người Ấn Độ con trai á, có một số nơi, một số còn người con trai họ vẫn ăn mặc giống như người Ấn Độ ngày xưa. Đó thì họ quấn cái miếng vải, quấn cái miếng vải quanh, họ thường là họ hở ra cái vai bên gì, vai bên phải. Thì Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát thì hiện là thân cư sĩ, cho nên á, Ngài cũng vận một cái bộ đồ tương tự như người dân Ấn Độ lúc bấy giờ. Ngài, cho nên Ngài đây nói là gì? Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy. Khi Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài thì Ngài cũng ngồi trong tòa ngồi của mình, vì Ngài là Bồ Tát mà. Tuy hiện thân cư sĩ nhưng mà gì? Là Bồ Tát hiện thân cư sĩ, cho nên á, cũng có gì? Có tòa ngồi thật là trân trọng ở trong Pháp hội Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ thì thuyết đến đây á, Phật thuyết đến đoạn này á, thì Bồ Tát Vô Tận đến từ trong tòa ngồi của mình đứng dậy, hở áo vai hữu. Vai hữu tức là vai bên gì? Bên phải. Mặc hở cái vai bên phải ra, theo người Ấn Độ ngày xưa mặc. Và Đức Phật sau này xuất ra thành đạo, Ngài cũng gì? Cũng may y, cũng giống như người bản xứ của Ấn Độ. Và mặc gì? Mặc y thì chỉnh hở áo, hở vai bên gì? Bên hữu tức là bên phải. Đó, bên phải ra. Ngài hở áo vai hữu, chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch Phật là gì? Kính bạch Đức Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát, do có nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Đây là lời gì? Lời tác bạch, lời vấn hỏi của Bồ Tát Vô Tận Ý. Và ngay lập tức, tức là ngay lúc bấy giờ, Đức Phật liền bảo gì? Đức Phật liền bảo rằng, này ông Vô Tận Ý, này ông Vô Tận Ý, thiện nam tử Bồ Tát. Đó, chúng ta thấy không? Ở đây mình nói rõ là gì? Này ông Vô Tận Ý, thiện nam tử Bồ Tát. Chứ không phải là gì? Này ông Vô Tận Ý, tỷ khiêu Bồ Tát giới. Hay là gì? Hay là này ông Vô Tận Ý, Bồ Tát, Maha Tát, vân vân. Chúng ta thấy gì? Này ông Vô Tận Ý, thiện nam tử Bồ Tát. Thiện nam tử tức là thể hiện cái thân gì? Thân cư sĩ, một vị nam cư sĩ. Đó, cho nên ấy, Đức Phật bảo là này ông Vô Tận Ý, thiện nam tử Bồ Tát, nếu có đến 100,000 vô lượng các chúng sinh. Chúng ta nghe rõ nhé. Nếu có đến 100,000 vô lượng các chúng sinh đang chịu mọi khổ não mà được nghe danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là chỉ cho gì? Chỉ cho một vị Đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vì bi nguyện mà biến khắp mười phương, dùng vô lượng thân hình để cứu độ chúng sinh. Trong đó thì Ngài cũng dùng rất nhiều thân hình ở cõi năm Thiện Bội Châu Thế Giới Sa Bà của chúng ta này để cứu độ chúng sinh. Còn từ Maha Tát, từ Maha Tát có nghĩa là Maha có nghĩa là đại, là to lớn. Maha Tát là chỉ cho gì? Vị Đại Bồ Tát. Đó, vị Đại Bồ Tát như là Quán Thế Bồ Tát thì gọi là Maha Tát, hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gọi là Maha Tát, hay Vô Tận Ý Bồ Tát cũng có thể gọi là Maha Tát. Đức Phật nói này, nếu có hàng gì 100,000 vô lượng các loại chúng sinh đang chịu khổ não mà được nghe danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát, rồi dốc hết lòng thành. Chúng ta nghe để ý cái từ gì? Dốc hết lòng thành. Nghe thấy danh hiệu của vị Bồ Tát ấy mà gì? Mà dốc hết lòng thành. Chúng ta nhớ nhé, dốc hết lòng thành. Tôi nhấn mạnh một lần nữa là gì? Dốc hết lòng thành. Để làm gì? Để xưng danh Bồ Tát ấy. Xưng danh là thế nào? Tức là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó chính là gì? Là dốc hết lòng thành để xưng danh Bồ Tát ấy. Xưng danh tức là xưng niệm danh hiệu của vị gì? Của vị Bồ Tát Quán Thế Âm ấy. Thì sao đây? Tức thời được Bồ Tát, Bồ Tát đây chính là Bồ Tát Quán Thế Âm, quán xét tiếng người đó, rồi dùng các phương tiện độ cho được giải thoát. Chỉ niệm danh hiệu của Ngài
rồi á, tức thời được Bồ Tát Quán Thế Âm quán xét cái tiếng gì, tiếng niệm của người đó. Rồi Bồ Tát đó thì dùng các phương tiện để độ cho người đó được giải thoát. Tôi nhớ một câu chuyện tôi đọc ngày xưa, đọc ở trong quyển sách Cao Tăng Dị Chuyện. Ở Trung Quốc ngày xưa có một vị tỷ khiêu, thầy ấy rất là giỏi. Ở dưới tòa pháp của ngài ấy, có hơn 100 đệ tử xuất gia và ngàn hàng vạn Phật tử tại gia thường quây quần để theo học. Nhưng về lúc cuối đời, không biết là do nghiệp chướng hay là như thế nào đó, mà ngài bị một cái căn bệnh, mình gọi là cái bệnh ghẻ đó. Các vị biết bệnh ghẻ chưa? Bệnh ghẻ lở hắc lào á. Hắc lào thì còn dễ chữa hơn, nhưng ghẻ lở á thì khó vô cùng. Nếu mà eczema tổ đỉa thì còn khó nữa. Rồi á, gặp vào bệnh cùi bệnh hồi á thì còn càng khó nữa. Ngày xưa cái bệnh cùi bệnh hồi thì gọi là vô phương cứu chữa. Bệnh cùi bệnh hồi bây giờ mình gọi là bệnh phong. Ngày xưa là vô phương cứu chữa, giống như bệnh AIDS, bệnh SIDA bây giờ, hoặc là bệnh ung thư ác tính bây giờ là vô phương cứu chữa. Nhưng bây giờ thì chữa được bệnh cùi bệnh hồi, bệnh phong rồi. Ngày xưa thì chưa, cho nên khi chúng ta biết bệnh hắc lào, rồi bệnh bệnh eczema tổ đỉa vân vân, những cái bệnh đó nó làm cho con người ta ngứa ngáy, đau đớn, nóng rát, khó chịu vô cùng. Thì cái vị sư này thì không biết vì sao thì tự nhiên gần về phần cuối đời thì ngài lại bị mắc cái căn bệnh đó. Và ngài nghĩ rằng chắc là do quá trình hành đạo hay hoằng pháp mình có thể có lỗi gì chăng, hoặc là do đời trước mình gì gây tạo một cái tội lỗi gì chăng, cho nên đời này mình bị cái gì, cái quả báo tu hành gần cuối đời mà vẫn bị cái quả báo là bị căn bệnh khổ như vậy, ngứa ngáy, đau đớn, nóng rát, khó chịu đến nỗi gì cùng cực như thế. Chúng ta có ai bị bệnh hắc lào, eczema tổ đỉa chưa? Chúng ta biết là cứ lúc lặn là lúc mặt trời lại mọc ấy là cái lúc mà gì chúng ta khổ đau nhất. Vì sao? Vì cái lúc đó là gì? Đặc biệt là mùa hè, lúc mặt trời bắt đầu mọc là cái lúc thì chúng ta ra mồ hôi, nóng ra mồ hôi, lúc đó thì nó cắn cho nó rỉa cho nó rúc cho thì phải biết đó. Ngày xưa khi chúng tôi mới lớn đi làm đi đào đáy vàng ở trong rừng ấy, ở bẩn cho nên là cũng bị một thời gian là bị cái bệnh là hắc lào. Để cái bệnh đó khổ vô cùng. Nhưng sau này may tìm được một cái phương thuốc chữa. Phương thuốc chữa này tiện đây thì cũng nói luôn cho ai đang bị mắc cái bệnh này có thể áp dụng. Những cái thuốc mà bán ở chợ hay là bán nghiên cứu bán là không ít ít khi mà người mà bị nặng thì khó khỏi lắm. Ngày xưa chúng tôi đi làm ở bẩn cho nên là nó lên như cái mê cơm cháy ghê. Bây giờ nói lại vẫn nghĩ lại vẫn còn ghê. Dùng gần như tất cả các loại thuốc chữa trị ở chợ rồi không khỏi, bán ở hiệu thuốc rồi không khỏi. Thế nghe người ta mách là dùng cái máu của cái cây xương rồng ấy để bôi rồi cũng không khỏi, mà dùng máu cây xương rồng các vị biết không, nó sót sót vô cùng, sót cháy da luôn, cháy xém da lại, mà sót đến nỗi như còn đau hơn là dùng cái dao ấy để cứa cắt từng miếng thịt, róc từng miếng thịt của mình. Nhưng nghe người ta thì người ta bảo vì nó khó chịu quá cho nên cũng sử dụng cái phương thuốc đó nhưng vẫn không khỏi. Một hôm ngày đó bắt đầu biết đi lễ Phật rồi, đi lễ Phật thì trong cái ngày đó thì đi lễ Phật thì ở cái chùa Tiên ở dưới Lạc Thủy, thì về thì tự nhiên là nghe một cái bà cụ đi lễ, cụ ấy mách là
Nếu bị cái bệnh đó mà chịu được đau xót á, thì dùng cái máu của lá đu đủ á, để chữa. Mà chịu được xót, chịu được đau á, thì khỏi. Nhưng cái mẹo chữa này để khỏi hẳn á, thì người ta bảo là đem bôi một chút cái, xin lỗi, sám hối, bây giờ người tu rồi nhưng mà cũng ngày xưa thì dùng một chút cái mỡ lợn á. Cái mỡ lợn mà chúng ta thì rán mỡ lên, thì ở nông thôn ngày xưa hay rán cái mỡ lên cái top, cái ấy thì ăn trước, còn cái mỡ thì để nấu canh nhé. Nông thôn nhà nghèo thì thường hay như vậy. 5 ngày đến phiên chợ, có khi mấy phiên chợ mới mua được mấy lạng mỡ lợn để rán ra, để cái mỡ thì đem xào rau và nấu canh ăn dần. Còn top thì có thể ăn 1-2 bữa là hết. À, gọi là ăn top mỡ. Bây giờ cái lớp trẻ bây giờ có khi nó không biết là cái gì đâu. Lớp trẻ bây giờ, những các cụ, các Phật tử lớn lớn tuổi và các Phật tử tầm tuổi chúng tôi hoặc ít hơn một chút, đặc biệt ở nông thôn. À, nói đến gì ăn tóp mỡ là gì, là hiểu được ngay là nó là cái gì. Đó thì bà cụ ấy nói là gì, là khi bị cái bệnh đó thì đem xoa cái mỡ lợn vào khoảng độ tầm 10-15 phút để cho gì, cho cái, cho nó ăn ra, tức là cho cái con mẹ ghẻ, mẹ hắc lào đó, mình gọi là cái con vi trùng ấy, à, nó ăn ra rồi bây giờ mới gì, cắt cái tàu lá của đu đủ, cái lá của đu đủ vậy là nó chảy, bắt đầu bôi vào, xót rẫy đành đạch lên ngay. Nhưng mà sau khoảng 2-3 lần bôi một cái thì nó giảm được khoảng 5-7-80%, bôi khoảng 5-7 lần thì khỏi hẳn luôn. Đó. May mà lần đấy đi lễ Phật mà được cái, lần đầu tiên đi lễ Phật về được thì được người ta mách cho phương thuốc đó và chữa khỏi cái bệnh gì, cái bệnh đó. Đây cũng là kinh nghiệm. Ngày xưa ra ở bẩn mà thành, nhưng gần như không phải là ngày bây giờ thì trẻ con bây giờ nó ở sạch. Ngày xưa trẻ con và người lớn thì phần lớn là ở bẩn lắm, vì phải đi làm mà. Đi làm cho nên mà quần áo thì có đâu mà mặc nhiều đâu. Quần áo mỗi người có khi 2-3 bộ quần áo. Giặt mà một cái mùa kia nó chưa khô hẳn mà đem mặc và mồ hôi nó ra mà không có mà thay ạ. Ở bẩn như thế bụi bám nó vào, cho nên nó có sinh ra gì, các ký sinh trùng của người nó sinh ra, cho nên hay sinh ra những căn bệnh đó. Còn trẻ con bây giờ thì nó ít hơn. Trẻ con ngày xưa trong quê tôi gần như đứa nào cũng bị cái đó. Mà thậm chí có người động viên rằng phải có căn, tất cả muốn lớn, muốn trưởng thành một người lớn thì phải bị căn bệnh đó, sau thì nó mới lớn. Không biết tôi, không biết cái đó có đúng không, nhưng mà đấy nghe các cụ ở trong quê cứ nói lại như thế. Thì có nghĩa là gần như là ai cũng bị. Có thể là do thay đổi cái tiết tấu sinh học ở trong cơ thể của chúng ta, nó sinh ra cái bệnh đó. Cái này thì tôi cũng không dám chắc vì tôi không phải là nhà nghiên cứu sâu về cái đó. Nhưng các cụ trong quê tôi hay nói như vậy. Và qua chứng nghiệm, chứng minh thì thấy gì? Bạn bè của tôi đứa nào cũng bị 1-2 lần như thế. Và tôi cũng bị như vậy. Thế sau này chữa bằng cái bệnh đó khỏi. Nay đem mách lại tiện đây. Mách lại cho gì? Cho những bạn nào, cho đồng chí nào mà đang bị cái căn bệnh khổ ấy thì có thể dùng cái phương pháp đó để chữa xem. Dùng mỡ lợn để, hoặc là để bôi vào 10-15 phút, sau đó mới dùng cái máu của lá đu đủ để bôi lên vài lần là khỏi. Thì tôi đang nói là cái vị thiền sư ở bên Trung Quốc á, ngài cũng bị một cái căn bệnh như vậy. Chữa trị các loại đều không khỏi, các loại thuốc đều không khỏi. Nhưng đặc biệt á, ngài do tu hành lâu năm là một vị cao tăng rồi. Đắc đạo hay chưa thì chúng tôi chưa biết vì trong sách không nói rõ. Nhưng mà chắc chắn là vị cao tăng. Vì dưới tòa pháp của ngài thường có hơn 100 vị xuất gia và có hàng vạn cư sĩ Phật tử theo học pháp. Cho nên thời đó mà có được cái lượng người như thế học pháp theo thì đó là gì? Đó, thời công nghệ thông tin chưa có. Mà được hàng vạn tín đồ Phật tử quy y và theo học. Hàng trăm người xuất gia theo như vậy thì chắc chắn thầy là một vị, cũng có thể gọi là một vị cao tăng, một vị có đức hạnh. Đặc biệt trong sách nói là ngài thường nghiêm trì giới luật, một vị tinh thông cả gì, cả tam tạng thánh điển. Nhưng về cuối đời bị căn bệnh đó, nhưng do hiểu Phật, học Phật, hiểu Phật, hiểu được lý nhân quả rồi, cho nên đó, ngài không có than vãn và than thân trách phận gì, mà ngài gì, nhất tâm
Trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta thấy ngài sau khi mắc cái bệnh đó thì ngài nhất tâm trì niệm thuốc chữa thuốc thế gian không khỏi, cho nên là ngài nhất tâm trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và một lòng cầu khẩn Quan Thế Âm Bồ Tát gia trì cho ngài gì, ngài được chữa khỏi căn bệnh ghẻ lở ở trên gì, trên mình của ngài. Trải qua một thời gian khá dài, tức là hàng năm trời nhất tâm trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy, lễ kính tôn tượng tranh ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy, tâm không bao giờ nghi ngờ và lười mỏi. Thế một hôm ngài thì ngài đang đối trước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát mà hành lễ, thì bỗng gì nghe cái tiếng soạt ở bên gì, ở bên góc tường, thì bỗng thế mà cái con rắn nó đuổi theo một cái bóng đen chạy thoát ra, và nó chạy lên chi lên trên ban thờ, rồi chạy lên trên, nó quần nhau ở trên gì? Trên nóc chùa. Và được một tí thì ngài vẫn cứ lễ Phật, ngài không biết là con rắn đuổi theo cái gì, chỉ thấy một cái bóng đen chạy thoát một cái thôi, ngài cũng không định thần và không nhìn rõ đó là một con chuột. Nhất tâm niệm Phật không có để cho tán tâm, cũng không để ý theo nữa. Thì được một tí thì bắt đầu thấy con chuột nghe cái tiếng rơi ủịch ngay trước mắt ngài, thì cái con chuột rơi xuống và đang rãy đành đành, và ở trên thân con chuột thì nó dính đầy là nước rãi rắn ở đó, đầy nước rãi con rắn ở trên thân con chuột, ướt cái nước rãi con rắn. Bây giờ ngài dừng niệm Phật và ngài biết là con chuột này đã bị trúng độc, trúng nọc độc của rắn rồi, chắc chắn sẽ bị chết. Nhưng khi đó ngài khởi được cái từ tâm, ngài nghĩ là thôi, đằng nào nó cũng chết rồi thì thôi. Ngài lấy cái vạt áo của mình để lau cái nước dãi của con rắn ở trên mình con chuột, và nghĩ rằng thôi để đem đi, nó đi chôn, đem con chuột đi chôn. Và khi ngài đang lau đến gần hết, lau đến gần sạch á, thì tự nhiên á chợt nhớ ra cái câu chuyện lâu lắm rồi, có một người kể với ngài nói rằng á, những người mà bị căn bệnh như ngài đang mắc bây giờ á, tức là căn bệnh eczema tổ đỉa đó, mà gặp phải á cái con rắn á, bắt con chuột mà cái nước dãi của con rắn á ở trên gì, trên mình con chuột á, gặp được cái trường hợp như vậy á, thì lấy cái nước dãi dính trên mình con chuột á, đem bôi vào cái những cái chỗ ngứa, cái chỗ ghẻ lở hắc lào ngứa ngáy đó thì bệnh liền khỏi. Chúng ta thấy bây giờ ngài tự nhiên thì ngài sực nhớ như vậy, thế ngài mới lấy thử để lau xem không biết có đúng hay không. Và nếu mà ngài nghĩ trong bụng là gì, nếu mà không đúng mà cái nọc con rắn này nó ăn vào cái vết gì, cái vết ghẻ lở hắc lào của mình á, mà thì khiến cho mình đau đớn và chết á, thì thôi cũng không có hối hận. Đây cũng là gì, nếu mà như vậy chúng chính là gì? Cái mệnh của mình đã hết rồi. Cho nên á, ngài cũng không một chút là nghi ngờ gì nữa, cho nên ngài liền là lấy cái quệt cái nước dãi của con rắn dính trên gì, trên cái áo của mình, ngài đã dùng cái áo của mình để lau cho con chuột. Thì bây giờ ngài lấy cái tay quệt cái nước dãi rắn ở trên cái áo của mình á, để chấm và quệt vào cái vết gì ghẻ lở hắc lào ở trên người của mình. Quệt đến đâu thì không nghe nói là đau đớn hay là mát mẻ, tôi không nghe nói đến cái đoạn đó. Nhưng mà ngài khi quệt vừa hết thì cái con chuột kia tự nhiên thì loạng choạng đứng lên, cựa cựa vài cái và gì, và nó gì, nó chạy đi biến mất. Và khi con chuột vừa biến mất thì ngài gì, ngài thấy cái quệt vào trên cái vết quệt của mình không thấy ngứa nữa, và cứ thế gì nó tái lại và ngủ qua đêm. Đến sáng sớm ngày hôm sau, chúng ta biết không, sáng sớm ngày hôm sau tất cả cái vết ghẻ lở ở trên mình của vị thiền sư đó gì, không cánh mà bay. Đó, cho nên bây giờ ngài mới nghĩ lại gì, à tất cả những cái gì, những cái nhân duyên này đều là do gì, do Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng các phương tiện để độ cho ngài vậy. Do gì? Do một thời gian dài khi bị bệnh khổ,
Có thể là do nghiệp chướng đời trước, dư báo đời trước, oan gia trái chủ nó tạo nên cái căn bệnh đó cho ngài. Giống như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mà bị cái mụn mọc trên đầu gối, có mặt người là tiểu thố, báo oán đấy mà. Câu chuyện viên án và tiểu thố đời trước của Ngộ Đạt Quốc Sư đó, các vị đọc Từ Bi Thủy Sám, các vị đoạn đầu các vị sẽ thấy câu chuyện đó. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói là Quán Thế Bồ Tát quán xét tiếng niệm của người đó rồi dùng các phương tiện để độ cho người đó được giải thoát. Chúng ta thấy không? Để mà chúng ta gặp được một cái con rắn bắt con chuột, mà cái nước mình dãi rắn ở trên con chuột mà có gặp cái lúc đó con rắn nó nhả ra, cái đấy thì khó lắm. Chúng ta nhớ nhé, nếu mà đem cướp cái con chuột ở trong miệng con rắn đó, thì không khỏi nhé. Như đây là nó bắt xong thì tự nó bỏ ra thì mới khỏi. Nó lại thế. Chắc các cụ ngày xưa bảo chữa cái hèm hay cái gì đó. Còn ai mà bị bệnh đó mà thấy gì, thấy rắn bắt chuột mà đi đập ra chết rắn để cướp con chuột đó thì không khỏi đâu. Đó. Cho nên chớ có ai thấy rắn đang bắt chuột mà đập chết cả rắn mà lấy cái đó để chữa bệnh không khỏi đâu. Như đây gì? Nó bỏ ra. Chúng ta biết là các cụ ngày xưa có những cái chữa bệnh do hèm. Mình gọi nôm na do cái hèm của nó. Đấy, ví dụ như đấy, tôi ngày xưa nghe các cụ nói cái hèm, ví dụ như cái những người thờ ma só ấy mà. Những người thờ ma só nó đi hại người. Những người thờ ma só thường hay đi hại người. Ma só sợ nhất cái gì? Sợ nhất người hại quay trở lại nó. Đó là sao? Đó là khi người ta nói là khi mà cái nhà nào mà thờ ma só mà hay đi hại người ấy, mà người khác mà hại lại nhà nó bằng cách gì? Chết cả nhà luôn, chết không còn một ai, cũng là cái hèm thôi. Hèm bằng cách nào? Đây là tôi nói nhé, các vị không được làm là tội đấy, làm là tội chết. Các cụ ngày xưa nói này, khi hai con rắn thì con rắn đực, con rắn cái mà thì nó giao phối với nhau á, người ta thấy được hai con rắn đang giao phối với nhau chứ, người ta đem gì chặt, giết và chặt lấy đầu hai con rắn đó và đem bỏ vào cái nước giếng ăn của cái gia đình mà cái nhà mà làm thờ ma só đó, mà hay đi chài, đi ếm, đi chủ ẻo khiến cho dân làng họ chết chóc hoặc đau đớn khổ sở nhiều á, đem hai cái đầu con rắn vứt vào trong giếng của nhà đấy. Nhà đấy ăn uống nước một cái thì uống nước vào thì cả nhà đều chết. Cái việc đó hơi ác. Không phải là hơi ác mà cực ác. Cả cái người chài, người thờ ma só đi chài ếm chủ ẻo người ta kia cũng ác. Mà cái người gì đi báo thù kia cũng ác. Cho nên ngày xưa tôi nghe câu chuyện đó, nó thực hư như thế nào thì chưa có chứng nghiệm, chưa biết. Nhưng mà đây là các cụ ở trong quê tôi dân tộc mà. Cho nên ngày xưa các cụ hãy kể những cái câu chuyện đó, liên quan tới những cái việc tâm linh như vậy. Nay đem nói lại thôi, nhưng mà mong chúng ta đừng có ai làm cái điều đó. Làm điều đó thì, nhưng người học Phật chúng ta là gì? Rất tội. Nhưng cũng nói thêm để cho chúng ta biết, các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Ác giả thì gì? Ác báo. Cho nên đừng có nghĩ rằng làm việc ác không có ai hại được mình. Mình làm ông thầy rồi thì không ai hại được mình, không có chuyện đó đâu. Ác giả, ác báo. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cho nên hãy cùng nhau làm việc thiện, hướng tới việc thiện và làm việc thiện, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện theo lời Phật dạy là gì? Là điều tốt đẹp nhất. Đấy, cho nên trở lại cái câu chuyện tôi nói với các quý vị là gì? Vị sư kia, chúng ta thấy nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, được Bồ Tát dùng phương tiện đúng. Các cụ nói là gì? Ông ấy phải có người nói với ông từ trước đây là phải có, nếu muốn khỏi cái bệnh này phải được cái có cái con chuột mà bị rắn nó gì nó bắt nó ăn mà nó lại thả nó không ăn nữa mà cái nó nhả ra, lúc đó lấy cái nước dãi ở trên gì trên mình con chuột, dính trên mình con chuột đem bôi vào cái vết thương ở trên mình đó, thì bệnh mới khỏi. Và ông ấy nhất tâm trì niệm hiệu Phật danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm một thời gian khá dài, không thay đổi tâm ý, niềm tin không lung lay một chút nào, không thoái chuyển một chút nào, thì một hôm chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ngài dùng phương tiện thiện xảo gì hóa thành một con rắn và một con chuột
con rắn đuổi theo con chuột chạy lên nóc nhà, quần nhau một tí trên đó, vị sư kia đang vẫn đang cái lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thì tự nhiên con chuột rơi từ nóc nhà dịch xuống một cái, nhìn thấy nó co co giật giật vài cái, tưởng nó chết, khởi cái tấm lòng từ bi lấy áo gì để xoa xoa cái nước dãi của rắn trên mình đi, và nghĩ rằng gì nó chết chắc chắn sẽ chết, nhưng chết cũng cho nó gì nó được sạch sẽ và đem chôn cho nó. Xoa xoa vừa hết thì lúc đó cũng sực nhớ ra là có người nói rằng dùng cái nước dãi con rắn trên mình con chuột như vậy á, để bôi vào cái kẻ lở hắc nào trên mình á, thì sẽ khỏi bệnh, và quả thật là gì, khỏi thật. Mà một điều khác nữa này, khi ông ấy vừa bôi trên mình xong á, thì con chuột cũng đứng dậy và đi giật giật vài cái và đi, nó cũng chạy biến mất vào trong gầm Tam Bảo. Còn con rắn thì gì, ngó lên không thấy đâu nữa, và ngủ qua đêm, căn bệnh của vị sư ấy thì liền biến mất không cánh mà bay. Các vị đừng có nghĩ rằng câu chuyện này là câu chuyện gì, câu chuyện Tiếu Lâm, có thật trong cuộc sống đấy các quý vị. Tại đạo tràng Tịnh Độ của Việt Nam của chúng ta năm 2016, có một cô bé bị cái căn bệnh gì, căn bệnh ngứa cùi hủi, ngứa ở trên tay, không phải bệnh cùi bệnh hủi đâu, nhưng bệnh ngứa ở trên tay, ngứa khắp trên mình, đi viện da liễu trung ương nhiều lần không khỏi, đã tìm chữa tới rất nhiều các bác sĩ thì cũng không khỏi. Cô bé thất vọng đến tột độ. Nhưng một hôm thì nghe thấy cái thông tin là trên chùa Khai Nguyên có pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày, và cô bé xin nghỉ học và nghỉ việc gì đó, tôi không nhớ rõ là đang học hay là đang đi làm rồi. Đó. Vì câu chuyện đấy, vì cô bé đấy kể lại với các sư trong chùa và các bạn sinh viên trong câu lạc bộ, và sau này các vị kể lại với thầy. Và sau này chính hình như cô bé này có lên cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu một lần rồi đấy. Tôi nhớ hình như vậy, nhiều thời gian lâu rồi, tuổi cũng già rồi cho nên trí nhớ nó cũng bắt đầu lãng đãng rồi, mong các vị thông cảm cho. Đó, nhưng mà có câu chuyện đó. Cô bé này lên ở lại tụng kinh hết 7 ngày. Và trong 7 ngày tụng kinh Địa Tạng đó, cô bé chỉ gì? Chỉ với một cái tâm nguyện là Phật Pháp Nhiệm Màu, xin Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm là cứu cho gì? Con sớm gặp thầy gặp thuốc và sớm chữa được khỏi căn bệnh ngứa ở trên tay và trên mình của con, đặc biệt là trên cánh tay của con. Và xong hết 7 ngày tụng kinh Địa Tạng, cô bé ở lại gì? Ở lại để dọn dẹp. Thêm một ngày nữa là ngày thứ 8. Rồi đến chiều ngày thứ 8 cô bé ra về như mọi khi. Và cô bé vẫn như mọi khi, đến ngủ gì? Đêm lại lên giường ngủ như mọi khi vậy. Sáng sớm hôm sau, cô bé dậy không một chút suy nghĩ, không một chút gì. Nhìn thân thể của mình, nhìn tay chân của mình xem làm sao, cô bé liền là vội vào trong nhà vệ sinh và đánh răng rửa mặt. Lúc đánh răng thì cô ta vẫn đánh bình thường, nhưng khi đánh răng xong thì bắt đầu cô ta gì mới xắn cái tay áo lên với mục đích là để rửa tay thế này đó, thì cô ta không tin vào mắt của mình nữa. Đó là sao? Cánh tay của cô ta gì đã gần như khỏi hoàn toàn tất cả những cái vết gì, vết lở loét mà mới chỉ có buổi chập tối mình đi ngủ nó vẫn gì, vẫn y nguyên như vậy. Nhưng chỉ có qua một đêm thôi, sau 7 ngày tụng kinh Địa Tạng và một ngày làm công quả thứ 8 nữa và đi về ngủ, qua có một đêm, cô ấy nhìn không tin vào tay mình nữa, giơ lên sát mặt để xem, và cô ấy òa khóc, tay của mình đấy ư, khỏi thật rồi ư, quả thật là khỏi. Và cô ấy thì vui sướng đến gì, đến òa khóc ở ngay ở trong gì, trong cái nhà vệ sinh mà cô ấy đang đến gì, đang đánh răng rửa mặt rửa tay kia. Sự nhiệm màu của Phật Pháp không phải đời xưa mới có, không phải ở trong sách vở mới viết, mà ngay hiện tại cuộc sống này gì vẫn thường xảy ra. Ngay trong đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta gì đã có những chuyện vi diệu như vậy. Cho nên á, ở đây nói rằng là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu có ai nhất tâm thọ trì danh hiệu của Ngài, Quán Thế Âm Bồ Tát liền xét tiếng của người đó
rồi dùng các phương tiện độ cho người đó được giải thoát. Đây là lời của gì? Từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra các quý vị nhé. Chúng ta nhớ đây là lời từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Chúng ta biết miệng lưỡi của mười phương ba đời chư Phật không có gì, không có nói sai, không có nói ngoa. Phật Bồ Tát vì thương tưởng chúng sinh thì hiện ra ở trên đời này, có gì nói nấy, chỉ nói những lời gì chân thật, nói những lời gì có ích cho gì, cho chúng sinh mà thôi. Cho nên ở đây tôi vẫn nhấn mạnh với các quý vị, đặc biệt các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các vị gì mới học Phật, chưa đầy đủ niềm tin sâu sắc vào giáo lý của Đức Phật, vào sự nhiệm màu của Phật Pháp, hoặc là những người gì học Phật gì đến bạc đầu đến răng long rồi nhưng mà vẫn chưa đủ niềm tin vào vào sự màu nhiệm của Phật Pháp Đại Thừa, vào Phật Giáo Đại Thừa, thì đây chính là bằng chứng để các quý vị gì nếu có nhân duyên hãy gì hãy lắng lòng để suy nghĩ về điều mà chúng tôi nói này. Hãy nhất tâm tín thọ phụng hành, các quý vị sẽ thấy gì sự màu nhiệm sẽ đến với ngay chính bản thân mình. Chúng tôi ấy, xuất thân vốn là gì, là một tầng lớp gì nghèo cùng khốn khổ, ít học ít chữ, có thể gọi gần như là mù chữ. Khi chúng tôi xuất ra, chúng tôi gì là một kẻ gì, ngu si đần độn, gần như là mù chữ. Vì sao? Vì học 6 năm mới lên được có 4 lớp mà, mới lên được có lớp 4 mà lớp 4 còn phải gì? Phải bị xét vớt mãi mới lên được. Nhưng do gì? Do nhất tâm tín Phật tu Phật, trên cầu Phật đạo, dưới tùy duyên tùy nguyện để làm lợi ích cho nhân gian, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Cho nên ngày nay có lẽ do nhờ vào một chút cái công đức ấy, không phải là có lẽ nữa mà gì, chắc chắn do nhờ công đức ấy, khẳng định với các quý vị là gì, chắc chắn do nhờ gì, nhờ vào công đức ấy mà ngày nay chúng tôi gì có thể đối trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật tùy duyên để giảng giải giáo nghĩa của Đức Phật, giảng ngang giảng dọc, chắc chắn không đi ra ngoài gì Tam Tạng Thánh Điển của Phật Đà vậy. Cho nên ở đây do đâu mà có? Chắc chắn do Phật Bồ Tát khai tâm sửa tính cho mà có. Ngày xưa chúng tôi thì tuổi trẻ ương bướng, ngỗ nghịch, dốt nát, thì bây giờ thì ương bướng đó tự nhiên tiêu đi, do mình biết gì, biết nhất tâm học Phật và tu Phật. Ngỗ nghịch đó bây giờ tự nhiên cũng thì biến mất, do mình gì, do mình tín kính nhất tâm và học Phật mà được. Cái dốt nát ngày xưa đã được giảm đi gì? Giảm đi rất rất nhiều. Cũng do gì? Do sự tín tâm, nỗ lực học Phật, tu Phật mà đạt được, mà thành tựu được. Cho nên ở đây chúng tôi cũng rất mong rằng một vài hoặc có những trường hợp nào đó tu tập đến lâu năm bạc tóc răng rụng rồi mà chưa có niềm tín kính và sự nhiệm màu của Phật Pháp Đại Thừa thì hãy gì? Hãy xem xét lại. Nếu không có đủ niềm tin thì cũng chớ có phỉ báng. Vì Phật Pháp Đại Thừa vi diệu lắm, màu nhiệm lắm. Nếu chúng ta có đủ nhân duyên mà được học, được tu và được ấy, giác ngộ ở trong giáo lý của Phật Pháp Đại Thừa thì phải nói rằng đây không phải là một người có chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể thành tựu được. Cho nên ở đây thì cũng rất mong rằng nếu mà một hành giả nào, một vị thượng tọa hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni nào tu lâu ở trong Phật Pháp mà vẫn chưa có niềm tin vào Phật Pháp, Phật Giáo Đại Thừa thì cũng chớ có đừng có phỉ báng. Xin đừng có phỉ báng. Đây chính là gì? Là phương tiện thiện xảo của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
và mười phương chư Phật vậy. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Ngài lại nói gì? Nếu lại có người nào chuyên chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dù vào trong lửa lớn chẳng cháy được, đó đều là nhờ vào sức thần của Bồ Tát. Hôm qua tôi nói về câu chuyện của Gia Du Đà La, nhảy vào lửa, lửa không thể cháy, đúng không? Hôm qua hôm kia các vị nghe lại, nhớ lại cái câu chuyện đó. Và hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giới thiệu là nhờ nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dù vào trong lửa lớn chẳng cháy được, đó đều là nhờ vào sức gì? Sức thần của Bồ Tát vậy. Đây có hai ý nghĩa. Nghĩa đen, nếu chúng ta gặp nạn gì, lửa cháy, mà nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta có thể gì? Thoát được nạn lửa cháy. Nói đến đây tôi nhớ lại câu chuyện khi tôi đang học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội, đọc thấy một cái bài báo ở trên, đăng trên báo Giác Ngộ, có một anh lính phi công Mỹ, ngày xưa anh ấy lái máy bay đi giải thảm cùng với đợt giải thảm máy bay B-52, giải thảm Hà Nội, Hải Phòng và một số các tỉnh thành phía Bắc chúng ta vậy. Anh ta lái máy bay vừa tới Hải Phòng thì bị bộ đội và dân quân ở Hải Phòng đánh chặn và bắn cháy máy bay của anh ta. Máy bay anh ta bị cháy và anh ta liền bắt đầu, anh ta khi biết là máy bay bị trúng đạn rồi, anh ta liền quay đầu trở về miền trong, tức là trở về miền Nam đó. Nhưng anh ta vừa vào đến vùng biển miền Trung thì máy bay anh ta bị rơi, vì lửa cháy to của anh ta bị rơi. Rất may cho anh ta, trước đây khi mà anh ta còn anh lính ở trong kia, anh ta đã được học Phật, đã quy Tam Bảo và đã rất tin vào vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng vì cái nhiệm vụ của cấp trên, nhiệm vụ của một anh lính, và đặc biệt là được cấp trên của anh ta nhồi nhét cho là cộng sản ở miền Bắc toàn những kẻ xấu, người dân ở miền Bắc là toàn những người xấu, vì người dân là nuôi cộng sản, cất giấu cộng sản, mà cộng sản là người xấu, những người nuôi cộng sản đương nhiên cũng là người xấu, người cất giấu bảo vệ che chở cho cộng sản cũng là người xấu. Anh ta được được cấp trên của anh ta nhồi nhét vào đầu như thế, cho nên và cấp trên của anh ta nói là đi ra cưỡi lên máy bay ra giải thảm, ném bom xuống miền Bắc, đó là một việc tốt, diệt trừ những kẻ xấu để cho những người những người tốt được sống bình yên. Cấp trên nhồi nhét vào vào đầu anh ta như vậy, cho nên anh ta nghĩ là tất cả những người dân miền Bắc, kể cả cộng sản và những người dân thường, đều là là một phe, một tốp người xấu, cần phải được trừ diệt. Cho nên anh ta mặc dù học Phật rồi, nhưng anh ta nghĩ học Phật không làm việc ác, nhưng mà đây rồi anh ta đi trừ ác, mà có phải là đi làm việc ác đâu. Cho nên anh ta vẫn theo lệnh cấp trên, theo lệnh của mệnh lệnh của một người lính, anh ta lên máy bay và thản nhiên đi ném bom giải thảm miền Bắc. Không may cho anh ta, chuyến đầu tiên anh ta đi vừa tới bờ biển Hải Phòng, anh ta bị quân và dân miền Bắc chúng ta phục kích và bắn bắn rơi mấy cái máy bay, trong đó có có máy bay của anh ta bị trúng đạn. Anh ta bay vào tới biển miền Trung thì máy bay bị từ từ hạ độ cao, không thể khống chế nữa mà máy bay rơi xuống biển. Khi rơi xuống biển, trên máy bay có hai người. Anh ta kịp bật lính Mỹ ngày xưa nó hiện đại, nó kịp bật một cái, nó viết trong bài báo này, anh ta nói rằng kịp bật một cái tín hiệu đặc biệt của phi công của phi công Mỹ. Anh ta bật cái tín hiệu thì máy bay rơi ở đâu thì chỉ một thời gian 30 phút hoặc một tiếng, hơn tiếng sau là có máy bay trực thăng hoặc máy bay cứu hộ của Mỹ ra tận nơi để cứu. Nhưng mà vì máy bay anh ta nó vừa bay qua được cái vĩ tuyến 17 mà vẫn còn giáp danh, cho nên cái việc từ ở trong kia ra cứu rồi cũng sẽ từ trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những sân bay gần nhất ra cứu thì nhanh cũng phải mất 30 phút, 45 phút mới tới. Máy bay của anh ta bị trúng đạn, bốc lửa và rơi xuống biển. Rơi xuống biển rồi máy bay vẫn vẫn bốc cháy.
Và anh ta thì lúc bấy giờ anh ta nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Máy bay anh ta thì đằng cháy thì đằng cứ cháy. Anh ta và một lái phụ nữa lóp ngóp bỏ ra khỏi gì, đập kính bỏ ra khỏi khỏi khoang lái và gì, đứng lên trên. Đằng dưới đuôi thì gì, lửa vẫn cứ cháy. Trên thì anh ta đứng lên nhưng mà lửa nó chưa cháy lên phần trên, nó cháy ở phần dưới. Phần dưới khoang chứa dầu nó cháy lên, nhưng may là gì, máy bay không nổ. Và cũng may là gì, máy bay không chìm. Chúng ta thấy một sự vi diệu, máy bay rơi từ trên độ cao xuống mà gì, máy bay không vỡ. Đây là một điều vi diệu thứ nhất. Cái thứ hai, cái xăng của máy bay gì, nó rất nhẹ, nhưng gì, nó chỉ cháy ở phần dưới gì, dưới bình chứa, dưới phần dưới đuôi của gì, của máy bay, dưới cánh của máy bay. Còn ở trên phần đầu, hai anh ta và máy lái phụ nữa lóp ngóp bỏ ra ở trên đó thì mà thì máy bay nó không nổ và không cháy hết cả máy bay. Một cái ví dụ thứ ba là cái máy bay nó to như thế, nó rơi xuống và thì nó không vỡ và nó gì không chìm máy bay, máy bay vẫn cứ nổi như vậy. Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, anh ta nói là chậm hơn so với dự tính vì thời tiết xấu và phải bay vòng để tránh phục kích của gì, của quân địch, tức là quân gì, quân cộng sản ở miền Bắc chúng ta đó. Đó, cho nên á, phải hàng tiếng đồng hồ sau thì máy bay cứu hộ trực thăng mới tới. Tới nơi á, khi anh ta và anh bạn này ở trên máy bay đang nói thì anh ta hai người đều nhất tâm trì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ, bằng tiếng Anh Mỹ, nhất tâm trì niệm như vậy. Thì chúng ta biết không, khi mà cái thang dây vừa đưa xuống tới nơi, một người trèo trước, một người trèo sau, chân á, vừa bước lên thang mây, cái thang thả xuống để cứu hộ của máy bay trực thăng của Mỹ á, thì cái máy bay của anh ta liền chìm nghỉm xuống dưới đáy đại dương. Và không biết là hơn hay là gần 30 năm sau, anh ta mới quay lại Việt Nam, đến cái ngôi chùa ngày xưa anh ta đi quy. Và anh ta viết lại cái câu chuyện mầu nhiệm của Phật Pháp, mầu nhiệm của việc trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát này. Và đồng thời sau ngày đó, anh ta cũng giải ngũ. Sau cái đợt đi bỏ bom không thành đó, anh ta thì anh ta giải ngũ. Và sau này anh ta trở thành một người lính phản chiến. Khi anh ta biết thì biết rằng cái việc chiến tranh ở Việt Nam là phi nghĩa. Nhân dân miền Bắc và các chiến sĩ cộng sản của chúng ta ở bên ngoài này không phải là những kẻ ác, nhưng là cấp trên của họ tuyên truyền. Cho nên anh ta biết được, anh ta biết đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa và anh ta gì? Anh ta xuất ngũ và anh ta sau này trở thành một người lính phản chiến. Và rồi khoảng 30 năm sau anh ta mới gì? Có dịp quay lại Việt Nam và viết lên cái bài báo ấy, cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp và đặc biệt là sự mầu nhiệm của việc trì niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát đó. Và anh ta chính là một Phật tử người gốc Mỹ có niềm tin kính vào Quán Thế Âm Bồ Tát từ ngày đấy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy này, là vào lửa lớn, lửa chẳng cháy được. Nói về nghĩa gì? Nghĩa đen thì cũng có câu chuyện như vậy. Chính những người ở trong cuộc kể lại và viết lên cái bài báo tôi được đọc năm 2002 hay 2003 gì đó, ở trong báo Giác Ngộ, khi tôi đang học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Quan Sứ. Bây giờ các vị có thể tìm lại những cái bài báo Giác Ngộ từ cái thời đó, có thể sẽ tìm lại thấy đấy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy là đây là nói về lửa theo nghĩa đen. Còn lửa nghĩa bóng là gì? Ai mà nhất tâm trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩa bóng ở đây là gì? Là nghĩa ẩn sâu, nghĩa vi diệu hơn đó là gì? Đó là người đó không bao giờ bị lửa phiền não, lửa tham sân si, không bao giờ bị lửa địa ngục thiêu đốt nữa. Vì người đó gì? Nhất tâm trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, người đó được tội diệt phúc sinh, sau khi xả bỏ báo thân, được sinh về cõi lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như người đó phát nguyện đem công đức trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên đây thì đây là tôi nói gì, cái ý nghĩa sâu sắc của việc gì, thoát khỏi nạn lửa cháy,
chính là lửa phiền não tham sân si, chính là lửa ở trong gì, trong a tỳ địa ngục và các địa ngục khổ vậy. Đó. Còn cái lửa thế gian, nếu chúng ta nhất tâm đủ duyên cũng có thể thoát khỏi. Anh lính Mỹ tôi vừa kể câu chuyện kia vậy, máy bay bốc cháy rơi xuống biển mà máy bay gì vẫn không nổ, vẫn không chìm, vẫn không cháy lên phần đầu. Tàu máy bay cứu hộ đến đón anh ta gì leo khỏi lên cái thang thì máy bay mới từ từ chìm nghỉm xuống dưới đáy biển. Cho nên đây cả nghĩa bóng và nghĩa đen, nếu chúng ta có niềm tin đều có thể làm được vậy. Hôm nay thì thời gian đã hết, để chúng ta tạm nghỉ buổi pháp thoại ở đây. Ngày mai chúng ta lại học tiếp. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.